Ngày 16 tháng 5, Công an xã E Phê, huyện Crong Bách, tỉnh Đắk Lắc cho biết, đơn vị này đang tiếp tục xác minh xử lý vụ việc một tài xế ô tô con chặn đầu hành hung một tài xế xe bồn khi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 26. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 13 tháng 5, khi lái xe NTT trú tại phường Tân Lập thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắc, đang điều khiển xe bồn mang biển kiểm soát 47C09989 lưu thông trên quốc lộ 26 theo hướng EK thành phố Buôn Ma Thuột qua địa phận xã EV huyện Krông Bách, đến km 38 thì bất ngờ bị ô tô con mang biển kiểm soát 47A56095 do NTB trú tại xã EV huyện Krông Bách tỉnh Đắk Lắc điều khiển lưu thông cùng chiều vượt lên phía trước và chạy lạng lách trước đầu xe bồn. Tiếp sau đó, ô tô con bất ngờ dừng hẳn trước đầu xe bồn, lái xe bước xuống rồi lao lên cabin xe bồn, dùng cờ lê đánh liên tiếp lên đầu và người lái xe bồn và đập vỡ kính chắn gió trước và kính bên hông xe bồn, khiến cho người lái xe bồn bị thương ở tay và sau gáy. Sau đó, người lái xe ô tô con đã ngang nhiên lên xe bỏ chạy. Sau khi sự việc xảy ra, người lái xe bồn đã trình báo đến công an xã Efe và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh xử lý.